Trong những năm gần đây, các nước có tranh chấp với Bắc Kinh về Biển Đông đã rất khổ sở vì phải đối phó với đội tàu đánh cá, nhưng thật ra là dân quân biển của Trung Quốc. Trong một bản báo cáo vừa được công bố hôm 18 tháng 11, 2021, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ, đã cung cấp một hồ sơ được cho là toàn diện nhất về một lực lượng mà Bắc Kinh không ngừng củng cố và mở rộng để khẳng định quyền kiểm soát tại Biển Đông. Trong bản nghiên cứu mang tựa đề Vén bức màn che phủ lực lượng nhân quân biển Trung Quốc dài gần 90 trang, các chuyên gia Mỹ đã đi sâu vào tìm hiểu lịch sử hình thành, cách thức tổ chức, phương thức hoạt động của lực lượng mà Bắc Kinh gọi là hải thượng dân binh, đồng thời nhận dạng gần 200 chiếc tàu. Cụ thể, trong lực lượng này, cho dù thông tin từ phía Trung Quốc là không rõ ràng. Theo CSIS, ý đồ của Trung Quốc khi tăng cường lực lượng này rất rõ ràng. Trong phần mở đầu của bản báo cáo, các tác giả đã ghi nhận kể từ khi hoàn thành việc xây dựng các tiền đồn trên các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa vào năm 2016, Trung Quốc đã chuyển trọng tâm sang khẳng định quyền kiểm soát đối với Biển Đông. Một phần quan trọng của sự chuyển đổi này là việc mở rộng lực lượng dân quân hàng hải, một lực lượng bề ngoài là hoạt động đánh bắt cá, nhưng trong thực tế lại góp sức cho lực lượng thực thi pháp luật và quân đội Trung Quốc để đạt được mục tiêu chính trị trong vùng biển tranh chấp. Đối với các chuyên gia Mỹ, các chiến thuật mà lực lượng này sử dụng đã đặt ra một thách thức đáng kể đối với việc duy trì một tật tự hàng hải theo pháp luật quốc tế đặc biệt trên biển đông vai trò của dân quân biển trung quốc trong các sự cố mà bắc kinh gây ra trên biển đông đã được nêu bật trong phần nói về lịch sử hoạt động của lực lượng này với việt nam và philippines là hai nạn nhân chính theo trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế sự kiện đầu tiên đánh dấu việc Trung Quốc sử dụng lực lượng nhân quân biển trong mục tiêu áp đặt quyền kiểm soát trên Biển Đông xảy ra vào năm 1974, trong chiến dịch đánh chiếm toàn bộ vùng quần đảo Hoàng Sa từ tay Việt Nam. Sau đó, Việt Nam tiếp tục là đối tượng bị sách nhiễu, đặc biệt khi Bắc Kinh bắt đầu hút đẩy việc cản trở hoạt động dầu khí của các láng giềng trên Biển Đông kể từ đầu những năm 2000. Theo CSIS, Nổi bật nhất là những vụ việc xảy ra vào năm 2011, khi Trung Quốc tung nhân quân biển sách nhiễu tàu ham dò dầu khí Viking 2 của Na Uy nhưng hoạt động cho tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam. Trước đó, tàu cảnh sát biển của Trung Quốc cũng đã nhiều lần sách nhiễu tàu khảo sát Bình Minh 2 của Việt Nam, một hành vi đã được lặp lại một năm rưỡi sau đó. Nổi cộng nhất và rõ ràng nhất chính là vụ Trung Quốc kéo giàn khoan HD981 vào cắm sâu trong vùng hiểm lục địa của Việt Nam vào năm 2014. Khi ấy, để đối phó với Việt Nam, Trung Quốc đã điều động một lực lượng đáng kể tàu hải quân và cảnh sát biển đến nơi này và dĩ nhiên là vô số tàu hụt lực lượng nhân quân biển. Vào giữa tháng 5 năm 2014 chẳng hạn, Việt Nam cho biết là có đến 130 chiếc tàu Trung Quốc trên hiện trường dĩ nhiên không chỉ có việt nam bị dân quân biển trung quốc sách nhiễu một nạn nhân đáng kể tên khác là philippines với việc đánh mất bãi cạn caboro vào tay trung quốc hay gần đây hơn là những sự cố gần đảo thị tứ hay khu vực đá ba đầu các hoạt động của lực lượng dân quân biển trung quốc tại khu vực trường sa đã gia tăng đáng kể và trở thành thường xuyên hơn từ khi bắc kinh hoàn thành các tiền đồn quân sự trên bảy đảo nhân tạo mà họ đã bồi đắp. Bản báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế còn nêu bật nỗ lực của Bắc Kinh trong việc tài trợ và hỗ trợ chuyên môn cho lực lượng nhân quân biển, đặc biệt dưới thời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đội do quân biển Trung Quốc, theo CSIS, bao gồm hai loại tàu. Tàu chuyên dụng đặt căn cứ tại 10 hệ cảng, một nửa ở tỉnh Quảng Đông, năm cảng còn lại ở tỉnh Hải Nam, và đặc biệt là đội tàu đánh cá hương mị thuộc lực lượng gọi là đội tàu đánh cá hỗ trợ vùng Nam Sa. Tên tiếng Hoa là Nam Sa Cốt Cán Bộ Đội. Nam Sa là tên Trung Quốc đặt cho vùng quần đảo Trường Sa. CSIS ghi nhận là để có thể gia nhập vào đội tàu hỗ trợ Trường Sa này, các con tàu phải đáp ứng những kích thước tối thiểu dài 35 mét và trọng tải 200 tấn. Theo các tài liệu của chính phủ Trung Quốc, mà CSIS tham khảo, các con tàu phải hoạt động ít nhất 280 ngày trong một năm. Các khu vực hàng hải cụ thể được phân định theo mục tiêu bảo vệ tổ quốc để được hưởng nguyên thù lao. Nghiên cứu của CSIS nêu rõ, ví dụ về hai chiếc tàu, Quế Bắc Ngư 88603 và 39198 bị phát hiện trong số cả trăm chiếc tàu tập trung vào tháng 3 và tháng 4 2021 ở vùng đá Ba Đầu trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Điểm đáng ngại được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS nêu bật là mục tiêu không có gì là hương mại hay hòa bình của lực lượng dân quân biển Trung Quốc. Báo cáo của CSIS ghi nhận, trong suốt những năm 2000, dân quân biển Trung Quốc đã chuyển trọng tâm hoạt động qua việc do hám và quấy phá hoạt động quân sự của các nước khác, kể cả việc cố ý va chạm, rải chướng ngại vật trên đường đi, dùng vòi rồng tấn công hay tham gia vào các hoạt động di chuyển nguy hiểm khác. Theo ông G. Bolin, Giám đốc chương trình Đông Nam Á e và các cơ quan sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á e của CSIS, đồng tác giả bản báo cáo, thì giá trị của dân quân biển nằm ở chỗ Trung Quốc có thể phủ nhận trách nhiệm về hành động của lực lượng này cho đấy không phải là tàu của nước nhà. Đối với chuyên gia Bowling, Bắc Kinh hoàn toàn có thể cho rằng đó là những chiếc tàu cá bình thường, nhưng bằng chứng thu hợp từ xa và ảnh vệ tinh cho thấy có thể phân biệt rõ ràng giữa tàu dân quân biển và tàu cá bình thường. Theo giới chuyên gia, dân quân biển Trung Quốc là ví dụ điển hình về chiến thuật vùng xám của Trung Quốc nhằm củng cố yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông cho phép Trung Quốc tiếp tục phất lờ luật biển quốc tế, nhất là phán quyết vào năm 2016 của Tòa án Trọng tài Hường Trực bác bỏ yêu sách quyền lịch sử và đường chính động trên Biển Đông. Trả lời trên kênh truyền thông của Ả Rập vào ngày 19 tháng 11 vừa qua, ông Colin chuyên gia về Biển Đông tại singapore nhận định việc trung quốc sử dụng chiến thuật vùng xám như vậy đặt ra thách thức trực tiếp và nghiêm trọng với trật tự dựa trên luật lệ vốn quy định các nước tương tác với nhau và giải quyết bất đồng trên cơ sở bình đẳng